Xin chào các bạn đến với món ngon của bé. Mình là MC Gia Linh, người sẽ đồng hành cùng với các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn thân mến, giữa cả nắng nóng và oi bức của mùa hè, không thể thiếu đó là một que kem để xoa dịu, đúng không nào? Ngay bây giờ cùng Gia Linh trải nghiệm một quán kem quen thuộc với các bạn nhỏ nhé. Đó chính là kem Misue. Thật dễ dàng để tìm thấy ý khu phố tòa nhà bạn. Chỉ với 10.000, Gia Linh đã có một kem ốc quế mát lạnh. Kem Misue có vị ngọt hơi đậm, ốc quế giòn tan với khẩu vị của các bạn nhỏ, đúng không nào? Trước mỗi giờ học MC, bố mẹ Gia Linh thường mua cho Linh một que kem. Bạn có thích kem Misue không? Hãy chia sẻ cùng Gia Linh nhé. Chương trình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.